Các bạn nhá. Hả? Có tiếng được. Đây đây đang có tiếng này. Ok, xin chào các bạn và chúng ta sẽ đến với trận đấu chung kết. Đây là đội xuất phát của Mitterdam NH ở trong trận đấu chung kết ngày hôm nay, vẫn với đội hình 4-2-2-2. Đây là đội hình mà tôi đã từng nói rằng khiếm khuyết lớn nhất của nó đó là tuyến giữa. Khoảng không ở giữa sẽ là khoảng không dành cho Jack Rodwell cùng với Rutkulit khi mà hai cầu thủ này đã ở vị trí thấp nhất ở tiền vệ. Nhưng tôi tin rằng là với thể lực tốt của Gullit, anh ta cũng sẽ khỏa lấp được phần nào ở khu vực vòng tròn trung tâm. 4-2-2-2. Đây cũng từng là sơ đồ làm mưa làm gió ở bộ môn thể thao eSports FIFA 23. Đây là sơ đồ 4-1-2-3 của game thủ Toby. Toby vẫn giữ nguyên đội hình như vậy và gần như không có một sự thay đổi nào. Bộ ba tấn công vẫn là Ronaldo, Son Heung-min và Chris. Xin lỗi các bạn, là Cristiano. Vâng, chúng ta đang đến với trận đấu chung kết đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay với thể thức BO3. Riêng chung kết sẽ được tổ chức 3 trận. Avicula, Esubio. Esubio chính là cầu thủ cũng đã ghi bàn ở trận đấu bán kết. Một bàn thắng vô cùng quan trọng của Esubio khi đối mặt với Kasbili. Son Heung-min cũng mở bóng sang bên cánh phải dành cho Ronaldo. Vừa rồi là pha cắt bóng của Theo Hernandez, Ivan Perisic. Greg Rodwell. Vẫn là Rodwell. Rodwell lúc này đang đi tìm những người đồng đội để phối hợp. Cristiano Ronaldo. Avicula. Esubio. Chúng ta thấy được rằng ở trận đấu này hôm nay thì Esubio đang bị kèm rất chặt bởi các cầu thủ bên phía câu lạc bộ LA Galaxy. Pha lấy bóng là của Rutkulit. Emmanuel Pertis. Toby chính là game thủ đang điều khiển các cầu thủ áo trắng. Pertis, Shadowbin, khoảng trống rất nguy hiểm. Pha đổ người xuất sắc của Thibaut Courtois. Eusebio. Avicula. Một đường chuyền rất thoáng dành cho Eusebio, nhưng hàng phòng ngự của câu lạc bộ LA Galaxy, câu lạc bộ áo trắng lúc này vẫn đang chơi quá tập trung. Chúng ta thấy được rằng khả năng dè người của game thủ Tommy là quá tốt. Anh ta dường như là chơi với một thế trận có thể nói là bắt bài đối thủ, không có những tình huống xâm nhập ngay vào khi đối thủ có bóng trong chân. Đó là một đối đá cực kỳ khó chịu và mang đầy tính chất khoa học. Schuker, Ronaldo. Vừa rồi là pha xử lý không thành công của Ronaldo. Rubéo. Cristiano. Patrick Vieira. Liên tục là những sự thay đổi. Chiến thuật của các huấn luyện viên. Hernandez. Rutkulit. Sarabin vẫn đang là cầu thủ chủ chốt bên phía đội bóng của Tommy. Son Heung-min. Esubio. Trông Esubio như vậy thôi nhưng mà khả năng đánh đầu của cầu thủ người Bồ Đào Nha này là rất tốt. Esubio. Ronaldo. Mình cũng không rõ bạn ạ. Mình không biết là các game thủ tại sao lại không dùng Messi. Mình không rõ bạn ạ. Theo Hernandez. Có thể là Messi ở phiên bản của FIFA 24 không được chuộng. Vì có thể là anh ta không giống như những gì mà người ta chờ đợi ở một game thủ xuất sắc hàng đầu thế giới. Esubio.
Vẫn là Eusebio. Lối đá tấn công biên của thủ áo đỏ gần như là bị bắt bài. Eusebio. Tôi thấy trận này hơi căng anh em ạ. Tôi thấy trận này là hơi căng. Son Heung-min. Rukulit. Tôi thấy lối đá 4-2-2-2 của huấn luyện viên Vietnam đang có thể nói là quá hiệu quả. Theo Hernandez. Người đang theo kèm đó chính là Eusebio. Đúng là một trận đấu chung kết thực sự anh em ạ. Tất nhiên vẫn đang có một cái điều gì đó mang tính chất an toàn đến từ trong lối chơi. Có lẽ là các huấn luyện viên lúc này vẫn chưa muốn mạo hiểm ở trong khoảng thời gian đầu tiên của hiệp 1. Nhưng với thể thức BO3 này thì tôi nghĩ rằng là trận đấu đầu tiên, kể cả có gặp bất lợi chăng nữa thì những trận đấu sau họ vẫn có cơ hội. Nhưng chẳng ai muốn mình là kẻ thua cuộc khi bước vào trận đấu chung kết cả. Cho dù đó là một giải đấu, một trận chung kết với 3 trận đấu được tổ chức. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 0-0. Hakimi. Dạ vâng ạ, Messi thì bé ấy mà game này thì đúng thật là chuộng đấm đá. Thế nên nếu mà đấm đá là Messi cơ. Ôi! Tỷ số là 1-0 và đó là pha ghi bàn của Toby. Người ghi bàn đó chính là Ronaldo de Lima. Có lẽ khi mà tôi theo dõi Ronaldo ở ngoài đời cũng ít khi tôi thấy Ronaldo đánh đầu được như vậy. Vì điểm mạnh của Ronaldo đó là kỹ năng xử lý bóng ở phạm vi hẹp và khả năng dây sát bóng. Chứ khả năng đánh đầu của Ronaldo chưa bao giờ được đánh giá cao cả. Nhưng ở trong endgame là như vậy. Trong game là như vậy anh em ạ. Thực sự với các bạn là như thế. Ivan Perisic. Cristiano. Patrick Vieira. Ronaldo. Một trận đấu chung kết đang có 352 người xem. Eusebio. Những pha đàn bóng cố gắng để vượt qua các tầng lớp cầu thủ bên phía đội áo trắng. Nhưng không dễ gì mà các thủ LA Galaxy lại có thể tạo ra khoảng trống dành cho đối thủ của mình để khai thác. Một cách nhập cuộc đầy an toàn của Tommy và cả Mittenham. Greg Ruppel. Hakimi. Tất nhiên trong một thế trận như thế này thì việc lên tiếng ở một thời khắc quyết định như vừa rồi của Ronaldo cũng sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng đến với chiếc cúp vô địch. Phút thứ 63 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về game thủ Tommy. Với pha ghi bàn của De Lima, Ronaldo De Lima, Son Heung-min, Cristiano, vẫn là Cristiano. Sức dướn rất tốt của Cristiano cơi. Một pha giữ bóng quá tốt của Emmanuel Petit. Thủ thành Courtois đã phải trổ tài ở pha bóng vừa rồi. Như vậy là lúc này đã có game thủ đã yêu cầu tạm dừng. Có lẽ đó sẽ là một sự thay đổi nho nhỏ. Nếu như Toby có được trận thắng đầu tiên ở trong thể thức BO3 của trận chung kết này thì quả thực anh ta đang có được một lợi thế quá lớn về mặt tâm lý. Rodwell. Đây sẽ là thời điểm mà chúng ta thấy được Mr. Nam đến với trận đấu chung kết này không phải là may mắn. Perisic. Rukulit. Động tác xử lý kỹ thuật để nhằm kéo lại được tâm lý thoải mái dành cho các game thủ. Vừa rồi là pha cắt bóng của Petit. Rafael Varane. Vẫn là pha phối hợp bên phía là cánh phải với Avicula. Eusebio. Davos Schuker. Ronaldo được chọc khe dành cho Gullit. Khoảng trống dành cho Ronaldo. Mr. Đàm không hề may mắn một tí nào ở cú đá vừa rồi của Cristiano.
Một cú trả bóng ngược trở lại đầy bất ngờ của Rutkulit, và với cái chân phải của Cristiano thì anh ta không làm cho các cổ động viên phải thất vọng ở cú đá của siêu sao người Bồ Đào Nha. Tỷ số là 1-0. Toby đã bị thủng lưới ở một cú đá từ xa của Ronaldo. Đúng là khi bị đẩy vào tâm lý của một kẻ bám đuổi vào tỷ số thì những tình huống như vừa rồi đó là những tình huống có thể nói là đầy cảm xúc. Không cần phải phối hợp quá theo bài để tiếp cận đến với khung thành của đối phương, nhưng cần có những tình huống xử lý mạo hiểm như vừa rồi để có thể đem lại được bàn thắng. Và cuối cùng thì bên phía đội bóng LA Galaxy tung Kevin De Bruyne vào sân. Kevin De Bruyne sẽ được tung vào sân để thay thế cho Patrick Vieira. De Bruyne vào sân là chúng ta đủ hiểu được rằng những phút còn lại thì Toby sẽ đá như thế nào. Toby sẽ đá tấn công. Áp lực lớn rồi. Sodomin. Kevin De Bruyne. Những phút còn lại thì game thủ Toby sẽ đặt tin tưởng vào Kevin De Bruyne. Một pha trổ tài nữa của Thibaut Courtois với cú đá của Cristiano. Như vậy là đã có một tình huống hội ý của các game thủ rồi. Tôi nghĩ rằng là đội hình gì thì đội hình, nhưng mà quan trọng vẫn là cái kỹ năng anh em ạ. Tôi nghĩ rằng là kỹ năng sẽ quyết định khá nhiều. Kỹ năng. À, lúc này đang tỷ số hòa anh ạ. Chưa phân biệt, chưa phân định được đội nào thắng hay thua. Đang có kết quả hòa anh ạ. Đang có kết quả hòa. Lúc này chúng ta không thể khẳng định rằng đội nào đang thắng được. Đúng là một trận đấu chung kết có một sự căng thẳng. Laurent Blanc, một người cũ của câu lạc bộ Manchester United và cũng đang khoác lên mình màu áo đỏ của nhà hát những giấc mơ. Đây chính là sân nhà của MU. Kevin De Bruyne sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này dành cho các thủ LA Galaxy. Ronaldo. Laporte, Laporte, không ai kèm cặp Laporte cả. Toby vẫn đá với một quả phạt góc tương tự giống như những gì mà anh đã thực hiện trong suốt giải đấu năm nay. Eric Laporte vẫn là người hùng của câu lạc bộ LA Galaxy. Tôi nghĩ rằng đó là một bài phạt góc lúc này của huấn luyện viên Toby. Bởi vì ở những tình huống ghi bàn của Laporte, anh ta thường xuất hiện một cách đầy bất ngờ trong vòng cấm của đối thủ khi mà không có một cầu thủ đối phương nào kèm cặp. Jack Rodbrow. Một lần nữa thì game thủ Toby lại vươn lên dẫn trước với bàn thắng của trung vệ người Pháp Eric Laporte. Eusebio. Một bàn thua đến từ một tình huống cố định. Theo Hernandez. Không cứ gì phải phối hợp để đến bàn thắng thì mới gọi là hay. Ở trong những tình huống ăn ở những pha bóng cố định như vậy cũng được nhận xét là một trong những game thủ tận dụng rất tốt. Đào vào xuống cơ. Câu vào. Đúng là Peter Nam đang thể hiện một lối đá khác biệt so với phần còn lại của giải đấu. Một người đã phải nhận tấm vé vớt ở vòng bảng nhưng lại đang khiến cho đối thủ cảm thấy dè chừng. Dứt điểm, tỷ số là 1-0. Hoàn hảo Peter Nam. Tôi có thể nói rằng là Peter Nam đang là một ẩn số thực sự của trận đấu chung kết. Giải đấu năm nay có Peter Nam lại càng trở nên hấp dẫn hơn. Lại một tình huống cố định và nó đến từ một pha đánh đầu của Cristiano ở mùa 19 đây. Đừng bao giờ đánh giá thấp Peter Nam. Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu có thể nói là cực kỳ sòng phẳng của Peter Nam khi đối đầu với Toby. Một cú đút của Cristiano. Phút thứ tư của 4 phút bù giờ.
4 phút bù giờ của hiệp 2. Hakimi. Bây giờ thì tôi có thể thấy rằng là các cổ động viên sẽ không bao giờ nói rằng giải đấu này chỉ là một giải đấu hạng xoàng ạ. Không nghĩ, không bao giờ là hạng xoàng thì anh em ạ. Tôi nghĩ rằng là những bạn khán giả nào nhận định ngay từ đầu khi mà xem, họ nói rằng là giống như những trận đấu của những đối thủ bán chuyên đối đầu với nhau. Tôi nghĩ điều đó là một sai lầm. Nếu chúng ta cảm thấy đủ giỏi để thi đấu thì các bạn hãy đăng ký, và để biết được rằng sức nặng đến từ các đối thủ ở giải đấu tiếp theo ở mùa season 2. Nếu như các bạn cảm thấy rằng mình đủ tự tin để có thể thi đấu, thể lệ tham dự chỉ là 100.000 đồng với mỗi game thủ. Giải đấu luôn luôn chào đón tất cả các bạn. Tỷ số của trận chung kết là 2-2. Và chúng ta sẽ đến với hiệp phụ. Esubio, Toby Aruveren, Theo Hernandez. Đấy, chúng ta thấy bất ngờ rồi. Farmer Hà Ngân cùng với Kasmin Lee tưởng chừng như sẽ dắt tay nhau vào trận chung kết, nhưng cuối cùng họ lại ôm lấy nhau ở một trận đấu tranh giải 3-4. Trong khi đó thì Mitterham, một tấm vé thần kỳ ở trận đấu playoff của bảng B, đã đem tới trận đấu chung kết cho anh. Và có lẽ ngay cả trong giấc mơ anh ấy cũng không nghĩ rằng là mình lọt vào đến trận chung kết, và để rồi hòa đối thủ Tommy. Một đối thủ mà theo như nhận định của người đang xem thì họ cho rằng Tommy là nhà đương kim vô địch. Nhưng Mr. Nam lại không nghĩ điều đó là sự thật. Anh vẫn luôn đặt mình vào tư thế của một đội bóng luôn thi đấu với tinh thần rực lửa, không bỏ cuộc. Laurent Blanc, Esubio, Esubio, những pha phối hợp với Rukulit, Avicula, vẫn là Avicula, được truyền cho vị trí của Ivan Apetit, Ronaldo, Sean Holmin. Như vậy là hiệp phụ đầu tiên đã khép lại. Rất có thể là chúng ta sẽ đến với những loạt đá penalty. Rất có thể anh em ạ. Lúc này đang có hơn 400 người xem đang theo dõi trận đấu chung kết ở thể thức BO3. Anh em tiếp tục chia sẻ cho mình để lên 500 anh em xem ở trận đấu chung kết này. Theo thể thức BO3 anh em ạ, tức là sẽ diễn ra 3 trận. Các game thủ lúc này đang tinh chỉnh đội hình. Có lẽ là sự thay đổi về mặt chiến thuật của các game thủ. Theo như người xem Minh Trí nói rằng thì hai game này đều đang bị tâm lý anh em ạ. Trong khi đó thì bạn Trần Phương đã nhận xét đá hay và bình luận chuyên nghiệp. Ok, cảm ơn bạn Trần Phương. Ok, anh Đăng Nhật ạ, Đăng Nhật ạ. Anh Đăng Nhật bảo rằng là đá nhanh để cho anh em đi quay tay. Ok. Như vậy là Fabius, một người cũ của câu lạc bộ Bayern Munich, sẽ được tung vào sân. Tập phá Fabius. Đây là pha chạm bóng đầu tiên của Fabius. Ronaldo. Fabius hình như là có chiều cao 1m88 anh em ạ. Hakimi, Pertit, Crespo. Thật sự là lúc này tôi cũng đang khản cổ rồi khi mà bình luận giải đấu game như này. Thật sự là quá tuyệt vời. 415 người đang theo dõi trận đấu chung kết, và nó xứng đáng với những gì mà 400 anh em đang chờ đợi đây. Một trận đấu chung kết với 4 bàn thắng được chia đều cho cả hai vị huấn luyện viên, hai game thủ lúc này, Mitterham và Toby Gullit. Greg Rothwell. 2 triệu to lắm anh em ạ. Giữa khoảng cách giải nhất và giải nhì nó cách nhau hẳn 1 triệu. Một số tiền có thể nói chênh lệch quá lớn. Không thể nào mà không cố gắng được.
của cố là của được anh em là Avicula. Eusebio vẫn là pha xoay sở của huyền thoại người Bồ Đào Nha. Eusebio Effenberg là người đã giành lấy bóng trong chân của Eusebio. Kevin De Bruyne tình huống bóng đáng chú ý cuối cùng ở hiệp phụ thứ hai. Ronaldo, De Bruyne, Rukulit là người đã bắt bài. Ronaldo, vẫn là Cristiano. Pha cài người rất khôn của Ronaldo. Pertip, trọng tài lúc này vẫn chưa thể thổi còi. Tổ trọng tài người Thái Lan lúc này vẫn chưa thổi còi. Effenberg không được. Đúng lúc này thì trọng tài người Thái Lan đã thổi còi khép lại hiệp phụ thứ hai và hai game thủ sẽ phải đi đến những loạt đá penalty. Trận đấu đầu tiên trong thể thức BO3 của trận đấu chung kết đã khép lại với tỷ số 2-2. Mr. Nam đã gỡ hòa sau hai lần bị đối thủ vươn lên dẫn trước. Trận 3-4 lúc nãy thì Farmer Hà Ngân thắng bạn ạ. Farmer Hà Ngân thắng. Như vậy là game thủ Peter Dam đã sẵn sàng rồi. Anh ấy tự tin với những cầu thủ mà mình đang có ở trong tay. Và có lẽ là Davor Šuker cùng với Eusebio và Ronaldo, Rukulit và Laurent Blanc sẽ là những người sút ở loạt đá đầu tiên. Đây sẽ là cơ hội thể hiện khả năng của hai thủ môn và khả năng phán đoán của hai game thủ Peter Dam và Toby Šuker. Cấp vào. Không có bàn thắng dành cho các cầu thủ áo đỏ. Effenberg cú đá thẳng vào giữa khung thành của Thibaut Courtois. Tỷ số 1-0 dành cho LA Galaxy. Eusebio, một pha đánh lừa rất tinh tế của huyền thoại người Bồ Đào Nha. Pertit, cú đá quá tốt của Pertit. Tỷ số penalty đang là 2-1 dành cho game thủ Toby. Ronaldo, vẫn là cú đá giữa của Ronaldo. Rồi đá khá bựa anh em ạ. Hay là Crespo đối mặt với củ tỏi. Không vào. Tôi nghĩ rằng không cần thiết phải cú đá với một cú mạnh như vậy. Gullit, vẫn là cú đá giữa của Gullit. Có thể nói là cái bài đá phạt góc quá bựa của Peter Lam. Kevin De Bruyne vẫn có bàn thắng. Một pha top team. Laurent Blanc. Như vậy là có bàn thắng tiếp theo dành cho Peter Nam. Đá penalty cực bựa anh em ạ. Peter Nam, tôi đã cảm giác được, cảm giác được độ bựa của Peter Nam. Công vào. Chiến thắng cuối cùng ở trận đấu đầu tiên của trận chung kết đã thuộc về Peter Dam trong màu áo của câu lạc bộ Manchester United với cú đá hỏng của Cristiano Ronaldo. Chúng ta một lần nữa chứng kiến lại cú đá không thành bàn của Ronaldo. Ronaldo có thể đá tốt ở các quả đá penalty ở cấp độ câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia, nhưng ở trận đấu chung kết ngày hôm nay anh ta không làm được điều đó. Ronaldo cũng đã từng tái hiện lại cú đá không thành bàn ở